các vận động viên thi đấu ngay từ đầu của Thanh Hóa gồm có Ngô Văn Phúc, Mai Xuân Hoàng, Nguyễn Quang Huy, Cao Minh Đức. Hiệp 1 đã được bắt đầu. Những tình huống luân chuyển bóng của Thanh Hóa. Ném ở góc không độ và đã có 3 điểm đầu tiên cho Thanh Hóa. Anh Tuấn luân chuyển bóng khá nhanh. Ném ở góc không độ. Tuyệt vời! Tình huống xử lý bóng không thực sự gọn gàng nhưng vẫn có 2 điểm cho Thanh Hóa. Tuyệt vời! Một cú ném 3 thành công của Điện Biên. Văn Phúc chưa có 3 điểm. Chơi đi bao tốt. 2 điểm. Bởi đều. Phản công cho Thanh Hóa. Văn Phúc. And one. Dẫn 2. Chúng ta đang thấy được khả năng tuyệt vời. Nếu phạt thành công thì đây sẽ là tình huống mà Văn Phúc mang về tổng cộng 3 điểm cho Thanh Hóa. Ném phạt tốt. Điểm số thứ 10 cho Thanh Hóa. Rebound tốt bên phía Thanh Hóa. Rất đơn giản. Điểm số thứ 12 cho Thanh Hóa. 12-7. Rebound tốt bên phía Điện Biên. Phản công rất dễ dàng. Chắc chắn là như vậy. 2 điểm cho Điện Biên. 9-12. Ném 3. Tuyệt vời. Cú ném sọt rổ và 3 điểm cho Thanh Hóa. Anh Tuấn. Quang Huy rất đáng tiếc với pha vừa dồn. Thanh Hóa tiếp tục ghi thêm 2 điểm. Rất tuyệt vời đó. Xuân Hoàng đã ghi 8 điểm trong hiệp 1. Rất tay mà thành công. Pha xử lý của Nguyễn Quang Huy. 2 điểm cho Thanh Hóa. 27-17. Cơ hội. Không có 2 điểm. Nhưng vừa rồi thì ở nhịp thứ 2, anh Tuấn. Gia Thung. Ném 3 rất tự tin. Và đó là tình huống ném 3 thành công. 22-36. Quang Huy. Đường truyền rất đẹp của Quang Huy dành cho Huy Vũ Tiến Dũng. Vẫn có 2 điểm cho Thanh Hóa. Ném rất xả. Và đã có điểm cho Điện Biên. Ném 3 tuyệt vời. Bước chạy đặc trưng của Đức Tuấn. Và sau đó tình huống ghi điểm của đội trưởng bên phía Điện Biên. Ghi điểm số đầu tiên của Thanh Hóa trong hiệp 3. Xử lý tốt. Rất lắt léo. Và đã có 2 điểm. Xuất sắc. 47-31. Thì Tuấn không còn thể hiện giống như những gì ở hiệp 1. Thêm 2 điểm nữa cho Thanh Hóa. Hoàng Huy Quân truyền trả lại nhưng đó là một pha áp sát tốt của các vận động viên Điện Biên. Và đã có 2 điểm cho Điện Biên. 33-53. Đột phá. Và xịt rất hay. Điểm số này là 55-33. 2 điểm cho Điện Biên. Điểm số được ghi ở giây cuối cùng của hiệp thứ 3. Vẫn là Đức Tuấn. Ném 3 của anh Tuấn. Tuyệt vời. Cú ném sọt rổ. 3 điểm cho Điện Biên. Đức Tuấn xử lý rất tốt với tình huống đột phá và ghi điểm dưới băng rổ. Rất hay. Đó là rất hay. Tuyệt vời.
7 giây. Rất nỗ lực và tiếp tục lên one. Không ai khác, số 8 của Điện Biên Phạm Minh Đức là người đã tỏa sáng. Như vậy là 2 pha and one liên tiếp của số 8 Phạm Minh Đức bên phía Điện Biên. Đột phá quá lắt léo, ta cần phải dành cho lời khen. Né ba và đã có 3 điểm. Lê Tiến Dũng tỏa sáng. Trọng Khôi, cú ném ba không được, rebound tốt và đã có 2 điểm nữa cho Điện Biên. Lại là người đội trưởng Trần Đức Tuấn của họ. Ném ba tuyệt vời, chúng ta cần phải dành lời khen với tuyệt vời. Ném ba thành công. Trọng Khôi bên phía Điện Biên quá lắt léo tốc độ. Đó là pha xử lý của Lê Tiến Dũng, điểm sáng của Thanh Hóa ở hiệp đấu thứ tư này. Đức Tuấn chơi tốt và đã có 2 điểm cho Điện Biên. 5-6-7-3. Đường truyền của Đức Tuấn đã bị bắt bài. Quang Diễn là người lấy được bóng và tiếp tục Tiến Dũng ghi điểm cho Thanh Hóa. Thanh Hóa chủ động cầm bóng, thời gian trận đấu sẽ hết. Vậy điểm số được ấn định 75-56, chiến thắng của Thanh Hóa trận ra quân tại bảng C của giải vô địch bóng rổ không chuyền miền Bắc 2023. Một chiến thắng xứng đáng và cũng mang lại rất nhiều cảm xúc cho người mộ. Màn trình diễn của Thanh Hóa và Điện Biên